Rất vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Si. Hôm nay thì nhà sành Đồ Si sẽ giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo polo đồng giá là 200k trên một sản phẩm bất kỳ và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý anh chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đã bước sản phẩm đầu tiên, nhà sành Đồ Si sẽ được giới thiệu đến quý chị một sản phẩm áo polo với tông màu kem, với họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ngang, một sản phẩm đến từ thương hiệu Costa Brava. Bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu, và đây chúng ta có một cái phần ghi các cái thông số của sản phẩm. Em này sẽ chất liệu là cốt tông pha với cả polyester, mã của sản phẩm sẽ là mã A106, chiều dài là 69, ngang là 53,5 và vai sẽ là 52, size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây là một cái thiết kế rất là trẻ trung năng động để quý chị có thể sử dụng mình mặc hàng ngày trong mùa hè năm nay, cũng như là quý chị có thể sử dụng sản phẩm này chúng ta mặc đi chơi đi làm cũng rất là lịch sự nhã nhặn, cho quý chị chúng ta có cận chất cũng như là cận các cái chi tiết của sản phẩm. Ngực áo thì sẽ là theo tên theo logo của thương hiệu này, một cái thiết kế với độ mới cũng còn rất là cao, chất vải dày dặn lên form dáng chuẩn chỉnh và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt cho mình. Mã A106, bác nào yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, đây là một chiếc áo polo với tông màu ghi này. Bác nào mà yêu thích cái phong cách trơn suông đơn giản, các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này, một thiết kế đến từ thương hiệu Uniqlo với mã là A107, chiều dài là 68, ngang là 55 và vai sẽ là 47, size L cho quý anh chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70 kg. Các bác có thể sử dụng cho mình cái sản phẩm này, một thiết kế rất là đơn giản basic để quý anh chị chúng ta lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm, một con áo thiết kế rất là lịch sự nhã nhặn với mã là A107. Chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một sản phẩm cũng với tông màu chủ đạo của mình là tông màu ghi. Em này sẽ có cái họa tiết kẻ ngang và mã là A108, chiều dài là 66, ngang là 55 và vai sẽ là 47. Sản phẩm có size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây cũng là một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Uniqlo, độ mới thì còn rất là cao. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì liên hệ với nhà sành Đồ Si để chúng ta chốt đơn mã A108. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là một thiết kế với cái tông khá là sáng màu, sẽ là cái tông màu mặc lên trẻ trung năng động và cũng rất là dễ để cho quý anh chị chúng ta phối đồ, lại gần một chút cho quý anh chị chúng ta coi kỹ được các cái chi tiết bên trên sản phẩm cũng như là cận chất của sản phẩm này. Mã A109, chiều dài là 68 và sau là 70, ngang là 59 và vai sẽ là 50 cm. Sản phẩm có size XL cho quý anh chị chúng ta xung quanh từ 70 đến 75 kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Form dáng của này sẽ là thiết kế form dáng suông, rộng rãi thoải mái và đây cũng là một sản phẩm của nhà Uniqlo, mã A109. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một thiết kế phối màu giữa tông màu trắng và tông màu xanh ngọc, mã A110, chiều dài là 80, ngang là 58 và vai sẽ là 50, size XL cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75 kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Nhìn chung cũng là một cái thiết kế rất là cơ bản basic để cho quý chị chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày. Chất vải rất là mềm mịn thoáng mát nên là các bác dùng trong mùa hè năm nay cực kỳ ok luôn. Bên trên ngực áo chúng ta có một cái phần túi vuông nhỏ này, ra xa một chút cho quý chị chúng ta coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm. Mã quần này sẽ là mã A110. Và chúng ta sẽ cùng đến với một thiết kế tiếp theo. Đây là một sản phẩm với tông màu kem này, em này còn rất là mới luôn. Và đây cũng là một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Uniqlo, một thương hiệu của Nhật Bản. Với mã sản phẩm sẽ là A111, chiều dài là 73, ngang là 56 và vai sẽ là 46. Sản phẩm có size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70 kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Em này còn rất là mới luôn nên là bác nào yêu thích cũng như là vừa vặn với sản phẩm thì chúng ta nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si, một thiết kế suông trơn đơn giản nhưng mà cũng không kém phần là nhã nhặn lịch sự để quý chị chúng ta mặc đi chơi đi làm, mã A111. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live hôm nay. Em này sẽ là một sản phẩm áo polo tông màu trắng này và sẽ có cho mình cái họa tiết kẻ ngang, mã A112, chiều dài là 74, ngang là 58 và vai sẽ là 51, size XL cho quý
trị chúng ta từ 70 đến 75kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này với chất liệu của mình sẽ là chất liệu cô tông, mặc lên thoáng mát dễ chịu để quý chị chúng ta sử dụng. Mình mặc hàng ngày trong mùa hè năm nay, form dáng suông rất là dễ mặc dễ dùng, và đặc biệt với tông màu trắng thì quý chị chúng ta yên tâm rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Mã sản phẩm sẽ là A112. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây sẽ là mối thiết kế áo polo với tông màu vàng này. Và em này sẽ có cho mình là cái họa tiết kẻ ngang. Mối thiết kế đến từ thương hiệu Izod. Bên trên này sẽ là cái phần in tên của thương hiệu. Mã của em này sẽ là A113. Chiều dài là 73,5 và sau là 75,5. Ngang là 66 và vai sẽ là 55. Size XL cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 70 đến 75kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây cũng là một thiết kế với độ mới còn rất là cao. Đặc biệt cái sản phẩm của mình nó sẽ là 100% cốt tông này. Với cái chất liệu này thì các bạn yên tâm mặc trong mùa hè, lên form dáng chuẩn chỉnh và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt cho mình. Với tông màu vàng thì các bác mặc lên trẻ trung năng động và cũng rất là nổi bật để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã A113. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là một sản phẩm với cái họa tiết kẻ ngang luôn, một thiết kế của nhà Pacific Flyer. Bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu. Mã A114, chiều dài là 66 này và sau là 68, ngang là 52 và vai là 49. Sản phẩm này sẽ có size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg. Các bạn có thể lựa chọn em này. Ngực áo thì sẽ có một cái logo của thương hiệu được thêu ở bên trên, và sản phẩm của mình cũng rất là trẻ trung năng động để cho quý chị chúng ta sử dụng, mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Độ mới thì còn rất là cao. Mã A114. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là một thiết kế với tông màu vàng, một cái tông màu rất là nổi bật và trẻ trung để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Em này thì cũng có cho mình là cái họa tiết kẻ ô vuông. Mã của sản phẩm này sẽ là A115, chiều dài là 74 và sau là 76, ngang là 64 và vai là 53. Size XL cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Form dáng suông cực kỳ rộng rãi thoải mái luôn, nên là bác nào chúng ta bụng to bụng bự chúng ta bon cho em này rất là ok. Mã của mình là A115, độ mới còn rất là cao. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một thiết kế cùng với cái tông màu kem này, một cái tông màu rất là trẻ trung. Mã A116, chiều dài là 70 và sau, chiều dài của mình là 70, ngang là 57 và vai sẽ là 45. Em này có size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70 kg. Các bác có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Một thiết kế của nhà Mansing Square và bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu. Chất vải của em này cực kỳ mềm mịn với độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm Mã A116. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo trong buổi live hôm nay. Em này sẽ là một thiết kế với tông màu xanh ngọc, một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo với mã là A117, chiều dài là 63, ngang là 48 và vai sẽ là 41. Size S cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 60kg, từ 55 đến 60kg quý chị có thể yên tâm lựa chọn sản phẩm này. Một thiết kế với cái chất liệu thể thao, và bên trên áo này nó sẽ là các thiết kế có lỗ như này để quý chị chúng ta mặc lên nó thoáng mát dễ chịu, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Độ mới của em này cũng còn rất là cao này. Bác nào mà yêu thích cũng như vừa mặc với sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất gì, mã A117. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live hôm nay, một con áo với tông màu xanh tham. Em này sẽ là một thiết kế suông chơi đơn giản, một sản phẩm đến từ thương hiệu Fila. Mã của em này sẽ là A118, chiều dài là 68, ngang là 51,5 và vai sẽ là 48,5. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65kg thì các bác có thể tự tin lựa chọn cái sản phẩm này. Tông màu xanh than rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Chất liệu của sản phẩm này cũng rất là dày dặn này, lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình với độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Bác nào mà yêu thích cái phong cách tối giản đơn giản thì các bác có thể lựa chọn cái sản phẩm này của nhà Fila, mã A118. Mọi thông số thì nhà sành đồ thị sẽ ghim lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế với tông màu đỏ cam. Lại gần một chút cho quý anh chị chúng ta coi kỹ hơn tông màu của sản phẩm cũng như là các cái thiết kế họa tiết bên trên sản phẩm này. Em này có mã là A119, chiều dài là 79, ngang là 63 và vai sẽ là 52. Sản phẩm có size 3XL cho quý anh chị chúng ta có cân nặng xung quanh 80 đến 85 kg. Các bác vẫn có thể yên tâm bon trên cái sản phẩm này. Bác nào đang tìm kiếm với những cái sản phẩm size lớn, những cái sản phẩm big size thì quý anh chị có thể sử dụng cho mình cái sản phẩm này, với cái thiết kế rất là trẻ trung và với cái tông màu lại rất là nổi bật để quý chị có thể sử dụng trong mùa hè năm nay. Em này thì sẽ là 100% chất liệu cotton và được gia công và sản xuất tại Thái.
Lan. Mã của mình sẽ là A119 này, độ mới cũng còn rất là cao luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với mẫu thiết kế tiếp theo. Đây là một sản phẩm có họa tiết kẻ ngang lại gần để cho quý chị chúng ta coi cận chất cận màu của em này. Một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo với mã sản phẩm là A120, chiều dài là 68 này, ngang là 49 và vai sẽ là 43cm size M cho quý chị chúng ta xung quanh 60kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Chất vải rất là mềm mịn thoáng mát. Và với sản phẩm này quý chị chúng ta yên tâm không bao giờ lo là sợ nhăn, sợ bay, sợ xù. Mã A120 độ mới cũng còn rất là cao. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhân sản xuất. Chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo trong buổi live hôm nay. Một con áo với tông màu đen cho bác nào yêu thích cái phong cách tối giản. Mã của mình sẽ là A121, chiều dài là 68, ngang là 54 và vai sẽ là 45, size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg. Mình có thể lựa chọn sản phẩm này. Với tông màu đen thì quý chị chúng ta yên tâm là mình có thể phối đồ với tất cả các thể loại trang phục quần áo. Với những cái tông màu khác nhau mình đều có thể sử dụng chung được với sản phẩm này. Một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo với mã là A121 này. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm. Và chúng ta sẽ cùng đến với một thiết kế tiếp theo. Đây sẽ là một con áo với tông màu xanh than, tông màu xanh đậm, một tông màu rất là nổi bật để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Một thiết kế của nhà Foudroy với mã là A122, chiều dài là 90 này và sau là 93, ngang là 58 và vai sẽ là 53. Em này size rất là lớn luôn, có size là 4XL. Bác nào đang tìm kiếm sản phẩm big size mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Thiết kế form dáng suông và cái sản phẩm của mình nó cũng là một cái sản phẩm suông trơn đơn giản để cho quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Mã A122 độ mới còn rất là cao. Bác nào mà chúng ta xung quanh 85-90kg các bác chúng ta tự tin bon chen cái sản phẩm này rất là rộng rãi thoải mái luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ có cho mình là cái tông màu đỏ này và họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ô vuông. Mã A123, chiều dài là 73, ngang là 60 và vai là 50, size XL cho quý chị chúng ta từ 70-75kg. Các bác có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Form dáng suông rộng rãi thoải mái, một thiết kế cũng rất là cơ bản để quý chị chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Mã A123 tông màu đỏ này mặc trong mùa hè thì rất là nổi bật luôn. Chất liệu của mình sẽ là cái chất vải thấm hút mồ hôi rất là tốt nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm chúng ta lựa chọn. Và mình cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, một con áo với tông màu đen và họa tiết của mình cũng là cái họa tiết kẻ ô vuông. Mã A124, chiều dài là 73 này, ngang là 55 và vai là 52. Em này có size L cho quý chị chúng ta từ 65-70kg, mình có thể lựa chọn. Và đây là một thiết kế đến từ thương hiệu Bowler. Bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu, dòng gốp này và mã của mình là A124. Chất vải mềm mịn thoáng mát, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Và đặc biệt tông màu đen thì các bạn yên tâm là phối đồ cực kỳ dễ cho mình rồi. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm. Một thiết kế dành cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65-70kg, mình có thể sử dụng sản phẩm này. Và chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Đây cũng là một con áo với họa tiết kẻ ngang, phối cho mình hai tông màu trắng và tông màu xanh lá. Mã A125, chiều dài là 81, ngang là 57 và vai sẽ là 54. Sản phẩm có size 3XL cho quý chị chúng ta từ 80-85kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Cũng với cái thiết kế suông trơn đơn giản này, thiết kế form dáng suông rộng rãi thoải mái, với cái tông màu cũng rất là trẻ trung năng động để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Các bác nào chúng ta đang tìm kiếm các cái sản phẩm big size, mình hoàn toàn có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Mã A125, mọi thông số thì các bác có thể là coi lại ở phía bên tay trái màn hình của mình. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là mã A126, chiều dài là 75, ngang là 61 và vai là 54, size 3XL. Đó các bác chúng ta từ 80-85kg, mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này luôn. Tông màu kem này mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để chúng ta phối đồ. Họa tiết của mình cũng là họa tiết kẻ ngang. Em này có mã là A126 này. Các bác có thể coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm. Bác nào yêu thích cũng như là vừa vặn với sản phẩm này thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất gì. Chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một thiết kế với tông màu xanh than và cũng với họa tiết kẻ ô vuông. Mã sản phẩm sẽ là A127, chiều dài là 69, ngang là 54 và vai sẽ là 45, size L cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65-70kg. Các bác có thể yên tâm lựa chọn cái sản phẩm này. Thiết kế form dáng suông rộng rãi thoải mái, chất vải của mình sẽ là cái chất liệu cốt tông, thấm hút mồ hôi rất là tốt và mặc lên cũng rất là thoáng mát dễ chịu cho mình.
mình. Độ mới của sản phẩm thì lại còn rất là cao, mã A127. Quý chị có thể là coi lại cái form dáng của sản phẩm. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà xanh cái gì. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Nhìn chung thì cũng tương tự như sản phẩm vừa rồi, tuy nhiên cái màu sắc của mình nó sẽ là cái tông màu đậm hơn, trầm hơn một chút. Mã A128, chiều dài là 71, ngang là 53 và vai sẽ là 45. Size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Form dáng suông và cái độ mới của này còn rất là cao luôn, nên là bác nào yêu thích và vừa vặn với sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất tin mã A128. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế với tông màu nâu. Và em này sẽ là một sản phẩm chất liệu 100% cốt tông này. Mã sẽ là A129, chiều dài là 78, ngang là 53 và vai sẽ là 45. Sản phẩm có size XL cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg. Mình có thể lựa chọn em này. Đây là một thiết kế của nhà Fernando Pena. Bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu. Và cho quý chị chúng ta coi cận chất cũng như là kỹ hơn các cái chi tiết ở bên trên sản phẩm này. Đây sẽ là một sản phẩm rất là trẻ trung năng động và cũng không kém phần là nhã nhặn lịch sự để các bác chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Mã A129, một sản phẩm cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg, các bác có thể lựa chọn. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live hôm nay, một thiết kế áo polo tông màu đen và họa tiết kẻ ngang. Một con áo cũng rất là trẻ trung và cũng không kém phần là lịch sự nhã nhặn. Em này sẽ có mã là A130, chiều dài là 66 và sau là 69, ngang là 58 và vai sẽ là 50cm. Size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg. Các bác có thể sử dụng sản phẩm này. Và đây cũng là một thiết kế với chất liệu là 100% cốt tông này. Các bác yên tâm mặc lên thoải mái dễ chịu và độ thấm hút mồ hôi rất là tốt để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã A130, tông màu này thì sẽ là cái tông màu rất là dễ để quý chị chúng ta phối đồ. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất sinh. Đây sẽ là sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà xanh Nucy xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên là ủng hộ nhà xanh Nucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà xanh Nucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.